Ngày 9 tháng 7, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan để làm việc với chủ tài khoản Facebook Jerry Hạnh về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng. Trước đó, vào sáng 6 tháng 7, tài khoản Jerry Hạnh đăng tin đồn về vàng giả của một công ty vàng bạc đá quý ở thị xã Cai Lậy, gây hoang mang và ảnh hưởng xấu đến công ty. Qua điều tra, Jerry hạnh thừa nhận đã đăng tin đồn không kiểm chứng do thiếu hiểu biết về pháp luật với mục đích tăng tương tác trên mạng xã hội để quảng cáo và bán mỹ phẩm sau khi làm việc với cơ quan chức năng người này đã tự gỡ bỏ bài viết và đăng thông tin đến chính trên trang cá nhân hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật